Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng con máy pha cà phê Diadema của hãng Royal. Cái đầu tiên chúng ta cần làm đó là kiểm tra nước có trong bình chứa hay chưa, bởi vì máy pha cà phê Diadema sử dụng là cơm nước bình nên chúng ta sẽ phải kiểm tra cơm nước bình trước. Rất dễ thôi, mình thao tác cái bề mặt, nhấc cái mặt này lên này. Sau đó nhấc bình ra. Chúng ta có thể là nhấc cái bình này ra hoặc là dâm nước thẳng cùng tiếp vào trong bình nhé. Ok, sau khi lấy nước thì mình sẽ đặt lại vào trong máy. Chúng ta có thể xoáy lại, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái ấm siêu tốc hoặc là siêu cổ lốc, ta có thể châm nước vào đây để tránh mình phải rút ra, nhấc cái bình ra tạt tạt cái rìu trà. Sau khi cấm nước vào, chúng ta sẽ đẩy lên. Đó, ok, và chúng ta sẽ cắm điện bật máy này. Sau khi bật máy thì chúng ta sẽ chờ khoảng 10 đến 15 phút là máy sẽ đi nghỉ điện. Máy pha Diadema này thì sẽ sử dụng là hai tay làm nhé, một tay đơn và một tay đôi. Tay đôi này. Cái nguyên thải thì về mặt trước này chúng ta tháo ra nhé. Với dung tích boiler lên tới là 4 lít thì sẽ giúp chúng ta chiết xuất espresso, xuất cà phê một cách ổn định hơn, có thể 25 cho đến 30 lít cà phê trong 1 giờ. Nút thao tác vào nút nhé. Nước nóng đây, chúng ta sẽ bấm cái nút này để nước nóng. Trong trường hợp mà cái áp hơi này nó chỉ lên số 1, tức là đã có thể sử dụng cà phê nhé. Thì lúc này mình bấm nước nóng để van mở nước chảy ra đây. Ok, đây là vòi hơi. Rất dễ thao tác. Cái đèn hiển thị màu xanh này tức là đang đun các bạn nhé. Màu xanh này đang báo hiệu là đang đun. Khi nào mà đủ nhiệt, đủ hơi thì cái đèn này sẽ ngắt. Để xét cái lượng nước cà phê mình có muốn thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy trên bàn phím này sẽ có 6 nút. Đây là cái nút maneuver này, cũng là cái nút setup này. Dù sao này, ok chưa? Single espresso này, double espresso này, single loud này, double loud này. Ok ạ, và đây là nước nóng nhé, như vậy mình nói. Khi mà áp hơi lên số 1 thì sẽ nước nóng sẽ lấy ra được. Ok, sau khoảng 15 phút đun thì bây giờ máy đã đủ áp suất. Khi hơi chỉ đến số 1. Ok nhé, mình sẽ thử nước nóng. Và lấy nước nóng không áp hơi không đẩy ra được đúng không? Ok ạ. Bây giờ thì mình sẽ làm thử ly cà phê và xét cái nước nhé. Chất lượng cũng khá là ok. Để xếp hút nước của cà phê này thì cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup nhé. Vừa nãy thì làm một ly espresso thì mình nhìn có vẻ nó hơi ít. Đúng không? Bây giờ mình sẽ làm một ly luôn. Ngắt tay nạn và nhấn vào cái nút setup này. Ok, khi cái nút setup sáng thì mình sẽ đáp nút này nhé. Khi nào mình muốn lấy đủ cái lượng nước cà phê mình cần thì mình sẽ nhấn lại cái nút này nhé. Ok, cảm ơn các bạn là ok. Các bạn có thể nhìn chất lượng cà phê rất tốt nhé. Và tương tự như vậy thì các cái nút double espresso này,
single loud, double loud, cũng cap, cũng cài đặt như vậy nhé. Kể cả nút nóng cũng thế, các bạn cũng nhấn vào giữ nút sao, sau đó muốn cài nút nào thì các bạn chỉ được bấm đi. Đủ nước mà bạn cần thì bạn chỉ cần nhấn lại một cái là xong. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn cách sử dụng con máy Diadema của Loro. Hiện tại máy Diadema thì đang được công ty NT Việt Nam phân phối độc quyền ở Việt Nam. Chi tiết liên hệ là địa chỉ 145 Hoàng Trí Công, Sơn La, Tây Hồ, Hà Nội, và số điện thoại hotline là 017 906 1111. Xin chào và hẹn gặp lại.